Xin kính chào quý vị và các bạn. Nắng nóng ở Nam Bộ sẽ còn tiếp diễn trong 2 ngày tới, còn miền Bắc sắp đón thêm một đợt không khí lạnh nữa. Tuy nhiên lần này miền Bắc chỉ chuyển mát mẻ chứ không lạnh hẳn như là đợt đầu tuần. Dù là vùng đồng bằng như thủ đô Hà Nội hay cửa ngõ đón không khí lạnh như Lạng Sơn thì sau khi không khí lạnh về, nhiệt độ ban ngày vẫn ở mức từ 26 đến 28 độ. Có chăng là sáng sớm thì trời sẽ se se lạnh với mức nhiệt từ 21 đến 22 độ. Không khí lạnh về cũng sẽ mang theo mưa dông. Cảnh báo từ chiều tối mai đến ngày thứ Bảy thì Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ lần lượt có mưa. Mưa vừa với lượng là từ 30 đến 50mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm. Còn khu vực từ Quảng Bình vào đến Thừa Thiên Huế thì sẽ có mưa từ chiều tối thứ Bảy cho đến Chủ Nhật, có nơi mưa trên 50mm. Đang trong giai đoạn giao mùa cho nên lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh rất dễ xảy ra trong cơn dông. Ở Nam Bộ, nắng nóng đã qua cao điểm và dự báo là sẽ còn duy trì trong 2 ngày tới. Vùng nắng nóng là miền Đông Nam Bộ và xuống đến cả Châu Đốc, Cao Lãnh của miền Tây, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ. Chiều tối thì có mưa dông cục bộ, đi kèm nguy cơ về lốc, sét và gió giật mạnh. Núi Bà Đen của Tây Ninh vẫn là địa điểm mát mẻ nhất tại khu vực Nam Bộ. Từ nay đến hết dịp nghỉ lễ thì dự báo là buổi sáng trời có sương mù nhẹ, gần trưa thì trời có nắng. Nhiệt độ trên đỉnh núi vào khoảng từ 22 đến 25 độ, trời mát lạnh. Thời tiết khá là lý tưởng để quý vị đến đây tránh nóng, đặc biệt là vào cuối tuần này, tại đỉnh núi Bà Đen còn diễn ra triển lãm và liên hoan nghệ thuật đơn ca tài tử Nam Bộ. Trên biển, huyện đảo Hoàng Sa đêm nay ít mưa, ngày mai có nắng, gió không quá cấp 4 với tầm nhìn xa trên 10 km. Trái lại, huyện đảo Trường Sa cảnh báo mưa dông, tiềm ẩn lốc xoáy và gió giật mạnh. Cuối cùng sẽ là phần dự báo thời tiết cho các thành phố trong đêm nay và ngày mai.